Mẹ đi cho em này, mẹ đi cho con sau nhá. Lạnh lắm. Thì tắt cho ấm thôi. Tắt nhỏ nhỏ xinh xinh này. Này, bé, để im đi chứ. Máy hết pin. Nào, khớ tắt đi ra vậy ạ. Bé, im không? Bé. Bây giờ em nhìn lạ. Nào, để im đi. Im đi, đi chợ. À, trên mới tắt là chị Quỳnh đấy. Đau lắm. Đó, con lại rồi. Chắc là hai đứa thì quấy mà. Quấy thì không ngủ được đấy mà.